Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bà xã đại gia Lộ Huyên hạ sinh quý tử cho Quý Bình ở tuổi U50. Quý Bình và nữ doanh nhân Ngọc Tiền có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Thời gian gần đây, bà xã nam diễn viên liên tục vướng nghi vấn mang thai quý tử. Mới đây nhất, nữ doanh nhân còn hé lộ Huyên khá rõ ràng về việc sinh con. Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Quý Bình đã khoe thành quả đang lên khá giống với các chị em phụ nữ khi mang thai. Không chỉ vậy, ở góc phải của bức ảnh còn có cả hồ sơ khám ở khoa phụ sản tại một bệnh viện quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, bên dưới bình luận có khá nhiều người khen bạn bè của cặp đôi vào chúc mừng doanh nhân Ngọc Tiền mẹ tròn con vuông. Bà xã Quý Bình đang lên như chị em mang thai và lộ hồ sơ khám ở khoa phụ sản. Thậm chí còn có người đã tiết lộ rằng nhóc tì của Quý Bình và nữ đại gia là một cậu quý tử. Người này bình luận chúc xếp bầu xanh giỏi, bé giỏi ngoan, mạnh khỏe, đẹp trai hơn ba Bình. Tuy nhiên không lâu sau đó, hàng loạt bình luận chúc mừng bà xã nam diễn viên lại bất ngờ không cánh mà bay. Đồng thời, hình ảnh hé lộ hồ sơ khám ở khoa sản cũng đã được chỉnh sửa và cắt bỏ phần ấy. Khán giả cũng khá tò mò về lý do những bình luận và một phần hình ảnh đã bay màu. Dẫu vậy, nhưng qua loạt thông tin trên, nhiều cư dân mạng suy đoán rằng bà xã Quý Bình đang trong giai đoạn cuối thai kỳ và sắp hạ sinh cậu quý tử. Bên cạnh đó, theo nguồn tin của chúng tôi, một người bạn thân thiết với vợ chồng Quý Bình đã hé lộ rằng bà xã nam diễn viên đang có em bé, nên thời gian gần đây anh khá bận rộn và luôn ở bên cạnh chăm sóc vợ. Tuy nhiên, người bạn này không tiết lộ thêm rằng doanh nhân Ngọc Tiền vẫn còn đang mang thai hay đã hạ sinh nhóc tì. Thế nhưng, theo nguồn tin này, vợ chồng Quý Bình thật sự đã có tin vui. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của dân mạng. Thực hư ra sao thì phải đợi người trong cuộc lên tiếng. Trước đó, vào tháng 12 năm 2021, bà xã Quý Bình còn bị soi vóc dáng tăng cân hơn rõ rệt và phong cách thời trang cũng có phần thay đổi. Từ đó, nhiều nghi vấn cho rằng nữ đại gia đang mang thai ở tuổi U50 được rộ lên. Được biết, bà xã đại gia lớn hơn Quý Bình 7 tuổi. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2020. Hiện tại, khán giả vô cùng hào hứng trước nghi vấn Quý Bình và bà xã đại gia đã có con trai cưng. Tuy nhiên, thông tin chính xác nhất vẫn phải chờ đợi vợ chồng nam diễn viên lên tiếng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.